Hello, xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Đây là hình ảnh mà bằng chứng Ly Sà Phạm thuê đàn em để đăng mà giết Lợi Minh. Mong anh chị em các bạn chia sẻ thật là rộng rãi để tôi có đủ bằng chứng để tôi sử dụng để gọi là Bãi bằng biểu chứng ta cho chưa đầy 2 phút đồng hồ Ly là Sà tôi Phạm chạy vô cùng cản đồng cáo bọn mà mày tôi đã luôn thu lại được. hả mẹ xuống hết Ly trơn rồi. Sà Phạm Cho đã nên gút cái chúng bài này ta xuống nhưng đang tôi đã nói thu lại chuyện được. làm ăn Nhờ anh kiếm chị em các ăn bạn kiếm chia sẻ ra ăn rộng kiếm để kiếm tôi nộp kiếm lên không cảnh kiếm sát không và mày FBI mật mày vụ không để họ làm điều ăn Việt tra. Nam Bởi làm vì ăn Ly Sà Phạm này đã ai mất hành xử những ăn ai mất cái thái độ rất ăn là côn đồ về thằng chó ở đất mẹ Mỹ của này, tụi mày ăn đâu cơm phải là cho người ta muốn coi thường ăn pháp luật mà như vậy được. Đấy, tôi sẽ đang tải cái đoạn video này lên mạng, anh chị em các bạn nhớ chia sẻ là thật là rộng rãi, là lên án Ly Sà Phạm thuê băng đảng giết người và cố ý những cái hành động đấy. Các bạn thấy đó, tôi dặn vô nhâm nhỏ lại như tôi đang tải video lại, Ly Sà Phạm nó lấy xuống rồi nha anh chị em các bạn, tôi sẽ đưa lên lại trong vòng 10 phút nữa không chừng đấy. Các bạn thấy những cái hành động côn đồ của những người mà chống cộng như Ly Sà Phạm này, Ly Sà Phạm, mấy người này họ bị gì đó. Trong cái băng này có Ly Sà Phạm nè, Derek Trần, Evan Nguyễn và John gì đó. Thành ra tôi thấy trong bốn người này hiện nay là một cái tập đoàn băng đảng mafia. Đấy, các bạn thấy đó. Đó. về tiểu sử của con chó này Đấy. hãy cung cấp cho Ly Sàng ngay để Đấy. Ly Sàng hoàn tất hồ sơ Hoàn tất cho hồ con sơ, chó ghê này chưa? về ở với đảng điện Ghê để chưa? ta coi mày về Trong những thế mà Ly Sà Phạm còn lên tiếng nói rằng là Ly Sà Phạm cái đảng lạm điện dụng đúng những cho người Ly ở trong Sàng mà cho con INS chó và này những người về làm trong tao sở di cho trú để nó đặng mà moi móc hồ sơ người khác. Các bạn thấy rất là khủng khiếp. là con chó Đây là điều rất là khủng đã khiếp. có hình ảnh của nó Khủng tiểu khiếp. sử nó ở Việt Nam Một cái cho băng nên đảng rất là khủng khiếp. Đấy. Yêu cầu tại sao cộng tụi đồng mày lại lo mạng chia mày sẻ lo thật tiểu nhiều ra sử nha. con chó này ở nước ngoài Để cảm ơn cộng đồng và các anh những người ở tại Arizona đã bắt đầu là đi tìm con chó này ngày hôm qua nha rất là vui vì sao rất là cảm động khi mà những đây là những anh em đã đi tìm con chó này một bằng chứng rất là rõ ràng, không có thể nào chối cãi được hết. Hai cái video, các bạn thấy một cái video của Derek Trần đây là những anh em đi đi đó đó, các bạn thấy chưa? Đây đó, đây là một cái video nó có sự liên kết với nhau rõ ràng, không chối cãi. Đây, rất là tuyệt vời, các bạn tặng nhiều cành hoa rất cho là tuyệt những vời. người quốc gia cho những anh em đã bỏ công sức ra để mà tìm tới nhà của con chó để thăm hỏi đó Thì bữa nay ba anh em tôi ở Arizona tôi ở Arizona tôi đến để tìm cái anh Lôi Minh Lôi Lồn gì đó tôi biết là để hỏi thăm ảnh coi ảnh nó chui vô là rồi nói về ở nước Mỹ là anh giải phóng đất nước Mỹ cái hay tụi này là nó côn đồ lắm. tôi Chuyến này tôi sẽ kiện con nhỏ này tới bến nha, tôi sẽ kiện con nhỏ này tới bến. Những hành động mà gọi là coi chị thường pháp đang luật, có những cái hồ sơ chị cần những cái hồ sơ của ghê con chưa? chó này Hồ để sơ mà chị cho nó đi đấy, về đấy theo hồ thằng sơ nữa bạn kìa, của nó ghê chưa? Hồ sơ nữa kìa, nếu ai có thì cung cấp cho Lisa chị rất là hồ vui sơ chưa đặt rồi, bây giờ các bạn vô tìm cái video clip này rồi đã bị xóa rồi. kế tiếp nữa là một bản tin Con này nó điên rồi, con này nó điên ha, điên hết thuốc chữa rồi, điên hết thuốc chữa rồi. Tiêu nhỏ này. Xin chào anh chị các bạn nha, tôi xin tắt cái live stream nào, tại vì tôi muốn quay lên để đưa lên cộng đồng mạng để anh chị các bạn chia sẻ được nhiều. Tại hiện nay thì cảnh sát nó đã có cái case rồi, thì bây giờ thu thập hết những thông tin lại đấy, rồi nó sẽ đưa vào cho mật vụ, người ta sẽ điều tra cái này. Tại vì Mỹ mà bây giờ nó coi vấn đề an ninh quan trọng lắm,
chứ không thể nào mà đùa giỡn gì được. Chơi chính trị thì chơi, chơi không lợi người ta rồi đi hăm dọa rồi hù giết người ta là chơi đâu, chơi gì quá hèn, chơi rất là hèn. Chơi chính trị mà lúc nào cũng chửi Việt Nam, chê Việt Nam đủ thứ, chửi Việt Nam người ta nói lại nó không lợi rồi, rồi khóc. Chơi gì kỳ vậy, hèn khủng khiếp luôn. Chơi kiểu gì mất dạy mà. Vậy thôi đừng có làm chính trị làm chi. Đi làm gì mất mặt. Mất mặt khủng khiếp. Nhỏ này nó bị khùng hay gì bà con. Tôi thấy làm sao đi á. Biết có hôn nữa. Nó tiêu tiêu. Cho nên mấy cái thành phần này bấy lâu nay nó ăn hiếp những cái người mà người ta yếu. Tôi không thể nào ngồi im được nữa. Nếu có chết tôi cũng phải làm cho đến nơi đến chốn với cái đá mấy cái tội này. Nó khủng khiếp quá, nó làm gì mà mình thấy nó sống ở một cái xứ văn minh mà tại sao họ sống rất là mù lò, không hiểu gì hết. Ngay cái thằng đeo trần nó chụp hình rồi nó vu khống tôi đủ mọi thứ hết. Nó kêu cảnh sát lại, tôi ngồi tôi thấy nó đưa hình cho tôi nữa chứ. Đấy mà tôi cười đau cả bụng luôn. Tại vì cảnh sát Mỹ nó đâu có làm cái chuyện rùi bu. Bây giờ Mỹ với Việt Nam người ta là hai quốc gia bình thường quá mại ngoại giao rồi. Cái nói là đi tố cáo với FBI về cái hồi năm 1954. Tại cái thời trước năm 75 á, Mỹ các bạn biết nó cái thời mà chiến tranh lạnh Mỹ nó nói với khối cộng sản là thù địch nhau mà. Thành ra dĩ nhiên người nó bảo vệ nó, cho nên nó ra những cái luật để gọi là chống lại phía khối cộng sản. Thì nó đưa đó, hồi là FBI nó đưa vậy thôi. Mà giờ nó cầm lên lấy cái đó nó hù luôn, nó gọi cảnh sát lại. Nó nói tôi là nằm dùng cho Việt Cộng. Nó vậy thôi, vậy là Mỹ nó nằm dùng mà. Vậy chứ Mỹ nó qua Việt Nam, hạm đội rồi phái bộ ngoại giao người ta qua Việt Nam. Vậy là Mỹ đang chơi với những cái người mà họ làm phái bộ ngoại giao rồi họ làm gì với Việt Nam. Vậy là họ đang nằm dùng mà. Điên thôi, điên khủng khiếp. FBI nào mà điều tra mấy cái vụ đó, FBI mà nó xem chắc nó cũng ngồi nó cười té ghế luôn. Rất là buồn cười, rất là ấu chỉ. Đi chống cộng, chống gì mà cực đoan khủng khiếp luôn. Chống cái gì mà không có ra cái gì hết. Hello Lisa Vũ. Tôi thấy... Dạ anh Xuân Trần, kỳ này tôi phải làm tới luôn anh à. Tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Con nhỏ này nó... Hai cái đoạn video clip nó trùng khớp với nhau luôn, tôi không ngờ luôn. Bước đầu thì cái đoạn video đầu thì tôi thấy nó, tôi còn hơi chưa có đủ cái bằng chứng mạnh lắm. Khi mà tôi lên YouTube tôi tìm ra được cái video thứ hai là nó thuê băng đảng đến để đằng mà giết tôi. Tôi nói oh man, hai cái video nó ăn khớp với nhau mà tôi không cần phải mình không cần phải đối chiếu với lại cảnh sát để làm gì. Tại cảnh sát nó kêu tập trung những cái hồ sơ này lại. Nó nói là tiếng Việt nhưng mà nó sẽ có người nó decode, có nghĩa là nó sẽ là dịch lại hết. Vâng, tôi sẽ là cái này tôi làm mà. Tốn tiền tôi cũng phải làm nữa. Tại vì con nhỏ này nó làm sao đi á. Nó lên trên mạng rồi nó làm gì mà tôi thấy ghê, không có ra gì hết. Đất nước đổi mới rồi, đâu phải như ngày xưa. Bây giờ người Việt người ta cũng về với quê hương rồi. Tôi cũng có quyền nói lên những cái gì mà chính kiến của tôi. Nước Mỹ người ta sống rất là thực tế. Đúng rồi Lisa Vũ. Tại vì bây giờ nó đã có cái case number rồi. Cảnh sát nó đã đưa cái case number tôi rồi. Nó đưa email, nó đưa số điện thoại tôi có. Tại vì mình không có dám đưa ra trên cái public phải không. Tại luật của Mỹ nó nghiêm khắc lắm. Cái gì nó làm để cho nó làm phải không. Nó kêu tôi phải thu thập tin tức thì tôi thu thập vậy thôi. Nhưng mà hai cái tội này là con nhỏ này nó hơi bị mệt á. Nhỏ này tại vì trước pháp luật mà. Cái tội mà anh ở Mỹ nhất là anh mà hăm dọa người khác rất là nguy hiểm. Bây giờ mà cứ cần hăm người khác thôi là nó cồng tay rồi. Nó cồng tay nó bỏ vô tù đi rồi ra tòa cãi tính gì tính. Cái này không phải tôi mình dọa mà, cái gì nhưng mà trong pháp luật của Mỹ nó rõ ràng lắm. Chứ đâu phải nghĩ là ở Mỹ là muốn nói gì nói đâu. Nói tầm bậy bạ tại vì nó lên trên mạng nó nói khùng nó điên rồi nói rồi không ai giống như là lên tiếng á. Người ta ai cũng sợ chứ á. Những người Việt mình bên Mỹ sợ lắm, nhiều khi cũng tội nghiệp. Có nhiều người ta cũng yêu quê hương đất nước, cũng muốn đất nước tốt. Nhưng mà người ta cũng về, người ta xây dựng quê hương. Rồi
đổi mới. Nhưng mà khi lên tiếng ở nước Mỹ là nó cứ hăm dọa, hù, nó giết người ta như một cái bầy lan sói vậy. Cho nên phải nói là tôi rất là mừng, mừng là hai cái đoạn video đang khớp lại. Ngày hôm qua tôi lên Facebook tôi để một dòng chữ đây, đi xà phạm. Bữa nay tôi vô tiếp không ra, tôi tưởng là tôi chưa có tải về lại chứ. Ồ, nãy mừng quá tưởng nó bị mất, rung hết biết nó chết chết rồi, tôi nói chết cha rồi, mất cái đoạn video này là cái đoạn đầu nó đi, mất đi những cái phần hay, nó không ăn khớp như vậy lạng quạng mình có thể bị tố, ngược lại là mình vu oan nó. À, cái đoạn đầu thì mấy đứa kia đó chỉ lên nó nói chị Ly Xà Phạm, chị Ly Xà Phạm nó làm theo mệnh lệnh của Ly Xà Phạm. Nhưng mà cái đoạn video đó người khi mình đưa ra, người ta nói Ly Xà Phạm là đâu, là ai, cái đoạn này nó lại dính vô, cái đoạn này lại dính vô, nó quay trực luôn, nó quay dính vô, nó quay luôn cả khúc kia nữa. Oh man, đúng là ông trời thương tôi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời, cảm ơn, cảm ơn ông trời, cảm ơn Thượng Đế, rất là cảm ơn. Cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em các bạn, tôi rất là cảm ơn. Phải nói là tôi vô cùng cảm ơn các bạn. Các bạn đã cho tôi những sự động viên rất là mãnh liệt. À, tôi thương quê hương đất nước của tôi lắm, tôi nói thiệt. Tôi sẵn sàng chết và máu của tôi nhuộm trên lá cờ đỏ của quê hương. Tôi không sợ tụi nó đâu. Đủ rồi. Tôi thấy là đủ, quá đủ rồi. Tôi chuẩn bị hết tinh thần rồi, chứ không phải đâu. Tôi không có cái gì mà phải sợ cả. Dù sự hy sinh của tôi nó cũng chưa bằng những người cha anh của tôi đã từng hy sinh cho tôi, những người mà họ đã nằm xuống cho cái quê hương đất nước Việt Nam như ngày hôm nay. Tôi nói các bạn, không phải là tôi rất là cảm động khi được các bạn inbox, các bạn gửi lời động viên, tôi rất là cảm ơn rất là nhiều. Các bạn đã cho tôi những cái sự khích lệ. Thôi thì tôi xin tạm dừng nha. Tôi nghĩ là tôi đã tải được rồi, mừng quá. Ồ, cái đoạn video này nó cũng mạnh ghê. Tôi sẽ đưa nguyên cái đoạn chính của nó lên ngược trở lại YouTube, lên Facebook. Rồi xong rồi anh chị các bạn cố gắng chia sẻ nhiều ra nha. Chào bạn Nguyễn Hải. Tụi nó khiếp lắm. Vâng anh Xuân Trần, mình ở Mỹ mình phải biết luật anh. Ở Mỹ mà anh mà không biết luật á, mấy thằng bao que nó ăn hiếp mình dữ lắm, anh biết nó ăn hiếp dữ lắm. Nó tưởng là tôi sống trong cái cộng đồng của nó, anh biết không? Chứ tôi không, từ hồi nào giờ tôi nói anh, tôi không bao giờ sống trong cái cộng đồng người Việt. Không bao giờ. Không bao giờ. Never, never, ever. Nói với Ly Sàng Vũ vậy. Tôi thấy cộng đồng Việt Nam mà tôi dội ra. Nó làm sao đi á. Cái nơi của những người chống cộng á, tôi thấy họ làm sao á. Và tôi dội. Khi đi chợ hay đi ăn phở hay bạn bè gì thôi đi về, không bao giờ mà có cái gì mà chung với tụi nó. Toàn là cái đám gì đâu không, nó chẳng ra cái ôm gì hết. Qua bên nước người ta rồi. Bây giờ gọi cái là nó tới rồi đi ra. Tại vì nó hổng gọi nó cũng cả 3-5 lần rồi. Mình gọi nó mình nói nó uy hiếp vậy đó. Là nó nói cứ bây giờ chuyện gì mà cứ thấy có cái xe hay người nào lạ đó là cứ cho nó biết. Tại vì có lúc mình mất đi bận hay gì mình không, bữa nó tới mình không có nhà. Cho nên cứ đục bây giờ là cứ làm tới. Ok, gần xong rồi, cái video này gần xong rồi. Chào Đặng Quang Sang. Mỹ nó pháp luật của nó nghiêm ngặt lắm bạn Hải Nguyễn. Tại vì Mỹ nó là một cái quốc gia gọi là Hiệp Trung Quốc mà. Bạn biết cái cây cột đèn nó cũng có luật của nó. Ở Mỹ bạn nói là Mỹ tự do ngôn luận hay gì, nó đều có trong cái khuôn khổ pháp luật của nó là. Nói thì nói đâu có đó chứ, nó tầm bậy bạ là chết. Mình nói bởi vì tôi nói cái gì tụi nó cái hù, tôi nói nó hăm dọa, tôi nói tất cả cái gì là tôi dựa trên pháp luật của Mỹ và hiến pháp của Mỹ. Chứ tôi không có nói tầm bậy tầm bạ được. Có ăn nói tầm bậy tầm bạ được. Cái nói gì mình phải có bằng cớ, bằng chứng và cái pháp luật rõ ràng.
Đấy, chứ không có tự nhiên rồi mình leo lên mạng rồi mình nói tầm bậy tầm bạ là chết á. Các bạn biết như là tôi đưa cho anh chị các bạn thấy như ông Dan Gar rồi, những người mà tới tin tức á, chỉ cần phát ngôn bậy thôi, phát ngôn sai thôi là mất cả chức vụ, ông phải mất cả chức vụ chức quyền đấy. Ngay cả tướng 4 sao của Mỹ, tướng 4 sao của Mỹ thời ông Bush cha, ông Norden, các bạn biết ông chỉ trích ông Bush về vấn đề cuộc chiến Iraq mà năm 91 đó, là cắt chức cho về giường liền, đâu phải giỡn đâu. Nói chung là Mỹ nó tự do ngôn luận nhưng mà nó phải thượng tôn pháp luật, anh phải biết hiểu biết pháp luật và anh phải nói trong cái khuôn khổ pháp luật, chứ không phải anh nói tầm bậy mà. Nhưng mà cái cộng đồng người Việt mà nó mạnh như Cali á, thì tại vì trong đó toàn là người Việt không à, thì Mỹ nó không có màng tới. Tại vì tôi giống như là cái nhà đó, anh ở trong đó anh muốn làm gì anh làm, kệ anh Mỹ sao, anh đừng có phạm luật Mỹ thôi. Anh phạm luật Mỹ thì lúc đó Mỹ nó bắt anh, chứ vậy thôi hả. Cái xã hội Mỹ mà nó muôn màu muôn mặt, nó giống như các bạn biết mỗi một cái dân tộc nó gần giống như mỗi một cái địa phương riêng biệt gì đó, mỗi một cái dân tộc, mỗi cái cộng đồng mà lớn á. Thành ra mình chơi cộng đồng lớn của bọn họ mình đâu có chơi làm chi, mà cứ vô là làm gì. Cho nên nên tách rời ra, tách rời ra. Thành ra tôi thấy là trong cái thành phần mà chống phá nhà nước, chống năm bảy bạn, chống rồi ôn kỳ này tôi chơi con Lisa này tới bến, tôi rất là cảm ơn ông trời thương tôi. Bởi vì tôi nói nhiều khi mình làm chuyện gì như vậy tôi đâu có được lợi ích gì đâu, nhưng mà chỉ thấy bức xúc. Vì khi mình thấy tụi nó nói tầm bậy tầm bạ vậy, nó làm những người nhẹ dạ cả tin trong nước hay một số người khác lao vào những dòng lao lý, thấy rất là tội. Những người khác họ lại mê muội rồi đâm vào trong đó, cuối cùng thì cuộc đời nó đi vào những bế tắc, nó đi vào những ngõ cùng. Thời buổi bây giờ mà cái gì cũng vậy, mình phải sống bằng cái đầu óc của mình chứ, cái đâu phải mà ngồi đó ngu muội mê muội như vậy. Các bạn thấy, tôi thấy rất là đáng tiếc. Cho nên tôi chỉ mong rằng tiếng nói của tôi sẽ làm cho một số người thức tỉnh, những con người mà thức tỉnh để đặng mà nhìn thấy cái quê hương của mình đang đổi mới và cái đất nước của mình biết bao nhiêu người đã nằm xuống rồi, mình không thể nào để tiếp tục cho máu đổ nữa. Các bạn thấy đi, những cái thành phần này mà nó về mà nó giật được chính quyền đi thì đất nước mình sẽ đi vào tang thương biết là bao nhiêu nữa, sẽ khổ lắm. Các bạn nhìn chiến tranh trên thế giới ngày hôm nay đổ xảy ra hàng ngày, biết bao nhiêu những sinh mạng nằm xuống, mà trong khi đó mình đang sống trong một cái sự hòa bình, một đất nước rất là bình yên đấy, một đất nước đang đổi mới và đang phát triển, đang thay đổi từng ngày từng giờ để đặng mà phù hợp với lại những cái lối sống văn minh hiện đại. Chà, thôi xin chào bà con nha, chúc bà con ở quê nhà một buổi sáng an lành và hạnh phúc nơi xứ người. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không có bà con anh em các đồng chí ủng hộ sau lưng tôi khích lệ lắm. Những cái lời mà khích lệ của các bạn là niềm tự hào và cái sự an ủi của tôi. Xin chào nha, chào.